Đúng miệng đang nguyên cho răng mà. Ờ. Đúng là có biết đúng miệng đang nguyên. Đúng tay này có thể đúng miệng đấy. 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 Đó, học quên là như hai. Đó. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền
rất mời giọng ca của cháu trai của chú đề đã có tặng cho cô gì à, cũng như tất cả toàn thể quý vị đã có mặt tại chương trình mừng hạnh phúc tròn trề trưa nay. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng mùa xuân thì phải có hòa. Chúc mừng tình hát thì phải có tràng bó tay, một tràng bó tay thật lớn để chúc mừng tình hát của cháu à. Dạ vâng, cảm ơn tất cả toàn